Hello anh em, xin chào toàn thể các anh em thợ nhá. Thì hôm nay Lý trời mưa gió, Lý lại không có việc. Nếu mà hôm nay có một anh mang xe đến thì hiện tại là Lý đang kiểm tra, đang bị hỏng bí cổ. Thì nhân tiện đây thì Lý sẽ chia sẻ cho anh em cách nhận biết cái bí cổ nó bị làm sao và hỏng, và cách xử lý làm sao cho nó tuyệt đối nhá. Thì cũng rất là nhiều anh em thợ cũng mở cửa hàng rồi nhưng chưa biết cách kiểm tra bí cổ như thế nào và xử lý ra làm sao này. Và đặc biệt là các anh em đi xe thì cũng chỉ biết đi thôi, chưa biết là hiện tượng bí cổ như thế nào để nó hỏng. Thì hôm nay Lý lên đây, Lý sẽ làm một cái clip ngắn này để giới thiệu cho anh em biết và xử lý. Còn các anh em đi xe thì có thể là biết để về thay thế. Còn nhiều khi anh em đi thì đi nó rất là nặng xe và lắng, khi đổ cua rất là khó nha anh em nha. Thì đây, thì bây giờ anh em hãy theo Lý nhá, để Lý sẽ giới thiệu và cách kiểm tra cho anh em xem, cho anh em có thể nhận biết rõ ràng nhá. Đây, thì hôm nay Lý sẽ thay cái bi cổ của con xe UEV RSX của dòng Honda nhá. Thì anh em xem cách tay của Lý thao tác tháo như nào thì các anh em hãy thực hiện theo nhá. Đây, thế thì trước tiên anh em hãy kiểm tra cho Lý này. Để cách kiểm tra dễ nhất đấy, thì nếu mà một vòng bi nó đang tốt nha anh em nhá, vòng bi cổ mà đang tốt đấy, thì anh em để vào cái đang anh em để thẳng bánh vào giữa như này đấy. Thì anh em hơi quay bánh một, hơi quay cái tay cầm này, anh em hơi quay tay cầm này để cho nó xoay về cái bên tay phải của anh em nhá. Thì bi cổ nó rất là trơn tru và nó sẽ quay tự nhiên và nhẹ nhàng nhá. Còn nếu khi anh em mà cầm vào cái ghi đông này, anh em quay này, có điểm nặng và có điểm nhẹ ấy, thì bi cổ nó đã bị hỏng nhá. Và cái các cái vòng bi ấy thì nó đã bị gằn vào cái bát phốt rồi nhá. Đấy, nó gằn vào cái bát rồi. Thế đâm ra là cái vòng bi nó lăn đến cái chỗ lõm ấy thì là nó sẽ nặng. Và khi cái vòng bi đấy nó vượt khỏi cái chỗ lõm đấy lên cái chỗ vị trí bằng phẳng theo nguyên bản của cái bát phốt ấy thì nó sẽ nhẹ nhàng nhá. Đây anh em ơi, đấy, mình lắc đến đoạn này là rất là nặng nhá, bởi vì nhiều khi xe anh em mình đi ấy là đi thẳng ấy, âm ra là nhiều lúc vào ổ gà anh em ạ, hiện tượng hỏng là như thế. Và nguyên nhân hỏng là khi anh em mình đi vào ổ gà, mình bị trồ vào ổ gà này, thì lúc đấy là cái giảm xóc mình dập xuống hết tầm kịch rồi thì bắt đầu là nó sẽ ảnh hưởng đến các cái vòng bi ở bên trong nhá. Đấy, thì các vòng bi nó sẽ bị một lực tác động mạnh và nó sẽ đẩy vào cái bát vốt, thì nó sẽ gắn cái vòng bi đấy vào thành một cái lỗ vào đấy, sẽ lõm đi một tí thì nó sẽ bị hỏng và nó sẽ bị nặng như này nhá. Đấy, nguyên nhân là như thế. Bây giờ là Lý sẽ tháo ra để cho các anh em ngắm và tham khảo nhá. Trước tiên anh em tháo hết những cái con ốc ở đằng sau cái mảnh yếm này ra nhá. Xong là anh em lấy tay anh em bóc ra cho Lý. Dưới chân yếm này nhá anh em nhá, còn có một cái chốt của nhựa để dắt hai cái cánh yếm nhỏ, cái cánh yếm nhỏ với lại là cái chân yếm to ở bên cạnh nhá. Anh em phải cận cái chốt đi ra thì anh em mới lấy được cái mảnh yếm ra nhá. Rút ra anh em rút cái rắc điện ở bên trong cái mặt nạ này. Rồi, bây giờ Lý đã thao tác tháo được cái mặt nạ này ra rồi nhá. Anh em để gọn gàng vào, tránh tình trạng đi đạp vỡ mất cánh yếm của khách. Tháo cái bánh trước ra này để anh em mình tiện thao tác tháo được cái vai xuống cho nó dễ nhá. Còn không anh em mình để bánh như này là không tháo được đâu.
anh em lấy đầu khẩu 12 với lại là tay công hoặc súng nhá. Anh em vặn nốt 2 cho nó 12 của giảm tốc để bắt cái thanh đĩa ấy. Bắt cái tổng thanh đĩa anh em tháo ra. Rồi tiếp đến hai con ốc 8 ở bên kia bù trước. Anh em dùng P8 hoặc dùng cá lê 8. Anh em vặn hết ra để cái dây tiêu của cái thanh đĩa này cho nó thả lỏng. Đấy, cho nó buông thả lỏng ra thì anh em mình mới bắn và rút được cái cổ ra. Rút được cái vai xuống dễ dàng ở cả hai bên luôn nhé anh em nhé. Anh em với súng với lại khẩu 14 nhá, với cà lê 17 để anh em giữ con ốc chốt cổ nhá. Đây khẩu súng 14 thì anh em mình lấy súng bắn ở bên ngoài nhá. Còn cà lê 17 anh em giữ con ốc bên trong này. Anh em giữ cẩn thận nhá, không rơi mấy con ốc này vào bên trong, lúc anh em mình lại phải tháo hết cả cái yếm ở đằng sau, cái ốc ổ khóa thì rất là vất vả nhá. Rút cái cổ hơi là ra là xong. Đặc biệt ấy, các cái dòng xe Honda đời mới bây giờ ấy thì không cần phải tháo ốc ổ khóa, anh em mình vẫn có thể tháo ra để thay đuôi cổ nhá. Còn như xe Way, xe Jim thì anh em mình phải tháo hết cả ốc ổ khóa này. Xong anh em mình ngồi lên yên xe, anh em rút cái cổ lên nhá. Đây rút cái đèn pha lên này, cái ghi đông anh em ạ. Rồi anh em kéo cái phanh đĩa lên để anh em thao tác, anh em bắn con ốc vặn vào cái vai nhá. Đây con bu lông rồi này. Đây anh em bắn con EQ ở trên này ra nhá, con ốc để vặn vào cái vai của cái con xe này. Đây anh em lấy của cái móc này để anh em giữ con ốc chấu ở bên dưới để anh em vặn ra để nó đỡ trờn cái gen của cái vai này nhá. Những cái này là cần phải lưu ý, còn nhiều khi anh em tháo ra nó bắn nguyên con ốc ở bên trên ấy thì nó hay bị trờn mất cái gen của cái vai nhá. Anh em lấy tay anh em vặn lên này, vặn cái con ốc này lên. Rồi bây giờ thì đã thao tác tháo và ra toàn bộ hai con ốc để bắt cái giữ cái vai thì anh em rút xuống thôi. Anh em rút xuống là đã thao tác tháo ra rồi. Rồi Lý sẽ quay cận cảnh để cho các anh em biết là cái bi cổ nó hỏng như thế nào nhá, và nó gằn ra làm sao nhá. Đây anh em thấy không, vòng bi cổ đã khô hết dầu mỡ và dỉ sét này. Đấy, bây giờ Lý sẽ lau qua cái bát phốt này đi để xem là nó sẽ gằn bi theo kiểu nào, để Lý sẽ giới thiệu cho anh em nhá. Anh em lấy cái rẻ sạch anh em lau đi này. Quay này có độ bóng này, khả năng anh em nhìn hơi khó anh em ạ. Đây bây giờ nhìn nhá, bây giờ Lý chỉ cho anh em được thôi chứ còn chính ra nhìn rất là rõ đây anh em ạ. Đây
Ở đây những cái vết như này anh em này. Đấy những cái vết mà nhìn nó hơi đen đen này anh em này. Đấy. Chỗ này này rất là nặng luôn nhá. Rất là rõ để anh em tham khảo nhá. Rồi thế bây giờ Lý sẽ đóng bị cách đóng bi cổ ra cho anh em tham khảo nhá. Đây anh em lấy cho Lý một cái thanh sắt dài như này để anh em xỏ vào đây nhá. Anh em xỏ, anh em đóng quay một đây anh em nhìn thanh sắt của Lý không? Đây anh em tì vào đây này, anh em đóng này, xong anh em lại tì sang bên này nhá. Đây bên này này. Xong lại đóng sang bên này này. Đấy cứ quay bên dưới. Đấy, anh em đóng như vậy thì một lúc là nó phát ra nhá. Đấy, ý là thao tác đóng ra. Bên trên này cũng như vậy nhá. Rồi, ok, Lý đã đóng thành công được ra rồi nhá. Đây thế thì đây là bộ bi cổ nhá, bộ chén cổ của dòng Cava nhá anh em nhá. Dòng bi này thì chạy cũng khá là tốt anh em ạ. Bởi vì mình chạy được khoảng 2 năm rồi nhưng bây giờ chưa có khách hàng gì phàn nàn và kêu ca rồi nhá. Đây, Lý sẽ mở hộp ra, bên trong nó sẽ có các cái chi tiết ở bên trong này. Nó được bọc túi bóng hết nha anh em nha. Đây có bát, một cái bát ở bên dưới này. Đấy. Và một cái bát nằm ở vị trí cái vai này. Và một bát nằm ở trên này nha anh em nha. Đây. Đấy. Và có hai vòng bi. Với lại một cái chén để úp ở trên trên của cái bát này nhá. Đây vị trí nó lắp đặt nó như này đây anh em này. Đó. Như này là úp xuống này. Bây giờ Lý sẽ hướng dẫn anh em cách đóng vào nhá. Thì trước tiên anh em lấy cái bát cái chén cổ này. Đây anh em để lên như này cho Lý nhá. Anh em để cái chiều lõm xuống bên dưới nhá, còn cái chiều bằng anh em để lên bên trên nhá. Anh em thao tác đóng bộ trước để cho nó cân bằng đã. Đây anh em lấy cho Lý một cái ắc như này nhá. Anh em mà không có vam ấy thì anh em lấy một cái ắc vừa với cái ca ngoài này, đây. Vừa với ca ngoài này anh em để vào đây anh em đóng lên này. Anh em đóng đều hai bên nhá. Đấy anh em phải ngắm làm sao mà nó cách rơi vào khoảng tầm để Lý lấy thước đo cho anh em đo chứ. Đây. Nó rơi vào khoảng tầm đi là 1 2 3 4 5 6 7 ly anh em nhá, vào là đến cái mép này nhá. Anh em đo lên như này là nó rơi vào khoảng 7 ly này. Đấy, chưa được 1 phân nhá. Thì anh em đo ướm được chuẩn như thế rồi là anh em thêm 1 2 lần búa nữa là anh em đã thao tác được thành công. Rồi anh em chuyển lên đóng cái ca bên trên. Ca trên thì đóng dễ dàng thôi anh em ạ. Ca trên anh em mình đóng xuống như này là anh em lấy thanh sắt vừa nãy anh em mình đóng ra đấy. Anh em đóng nó hơi lõm xuống khoảng tầm 2 ly thôi là ok nhá. Đây. Bây giờ Lý đã thao tác tháo đóng được rồi. Thì anh em chuyển đến đóng cái chén ở dưới cái vai nhá. Đây. Chú hộ cháu giữ với. Cầm ở đây. Chú cầm cái này nhá. Rồi, trước tiên anh em đóng anh em lấy một cái tô vít đóng này, hai cạnh. Để anh em đóng bên này này. Đấy. Theo tay của Lý chỉ nhá, anh em đóng bên này. Rồi anh em lại chuyển sang anh em đóng ở góc bên tay phải của anh em nhá.
ở hai cái vẫu này anh em này, hai cái vẫu thò ra này. Đấy. Anh em phải đóng đều nhá thì nó mới ra nhá. Còn anh em đóng một bên là nó sẽ gằn lại nó không ra đâu đấy. Rồi đây, Lý đã thao tác sắp thành công rồi. Sắp ra rồi đấy anh em. Đã ra rồi đấy. Mỏi hết cả tay anh em ạ. Rồi, ok. Thì ở bên dưới của cái bát đấy nhá. Đấy, anh em hãy để ý có cái lông đen cao su này. Đây, anh em so vào hai cái nó phải giống nhau như này nhá. Thì bắt đầu anh em mới cho vào nhá. Để cho chuẩn chính xác nhá. Không nhiều lúc anh em có thể lại lắp nhầm của dòng các dòng xe khác vào thì lại khó. Rồi, trước tiên anh em lấy búa này. Anh em đóng nhá, anh em đóng làm sao để cho nó vào cái rãnh này anh em này. Đây, vào cái viền bên ngoài này đấy nhá. Anh em đừng đóng vào cái viền này, nó sẽ bị vỡ và mẻ nhá. Còn nếu anh em là có một cái ắc đóng thì càng tốt, càng chuẩn và càng nhanh. Còn cái này thì mình không cần đâu. Lấy bằng cái đầu mép búa này anh em mình đóng vào đấy là ok rồi. Đấy, anh em đóng đều hai bên nhá. Đóng lúc nào kịch xuống bên dưới ấy, thì anh em chỉnh lại cái cao su này để cho nó không bị lệch nhá. Cái phớt này nó vừa chống rung và vừa chống bụi bẩn nhá, để cho tình trạng đỡ hỏng bi này anh em nhá. Rồi trước tiên anh em lắp vào thì anh em hãy lau sạch sẽ đi cho Lý, để không có vết sạn thì nó sẽ bền bi hơn và tránh tình trạng bị xước bi nhá. Khi anh em chuẩn bị lắp bi vào, anh em lau sạch sẽ cho Lý nhá. Đây, nhiều lúc anh em tháo và anh em đóng vào thì sẽ có vết bụi và bẩn. Anh em lau sạch sẽ thì lấy cái rẻ sạch nhá. Anh em lau cẩn thận nhá, bởi vì nhiều khi mà anh em mình đóng ra nó có vết, những vết xước này thì nó sẽ chọc vào tay đấy. Rồi anh em lấy cái mỡ bò nhá, anh em bôi vào nhiều một chút để cho vòng bi nó có dầu có mỡ bôi trơn, được lâu thì càng bền. Đó, anh em cho vào, anh em lại lấy cái tay anh em khoét ít mỡ đấy, anh em lại bôi chát qua bên ngoài nhá. Đấy, cái này nó đều rồi. Rồi anh em chuyển lên vòng bi bên trên đi, anh em cũng lau sạch như bên dưới cho Lý. Rồi, bắt đầu anh em lấy mớ anh em bôi vào. Thế thôi, nó chỉ đơn giản như vậy thôi, chứ không có gì là khó cả. Nhiều khi anh em làm cứ bảo là khó nhưng không khó đâu. Biết cách làm rất dễ. Rồi xong, anh em cho cái ca này làm vào nhá. Đây, cho cái chén úp bên trên này. Anh em đè vào đây. Rồi anh em thao tác lấy cái vai này. Đây anh em quay.
Đây, cái vai nhá, anh em hãy cho cái chiều nhựa không có màu sơn này nhá, là vào bên trong nhá, còn cái màu đen mà có sơn này cho ra bên ngoài nhá. Rồi anh em đút lên này. Trước tiên anh em đút lên thì anh em hãy xem ở bên trên này, thì anh em lấy một tay anh em giữ, anh em đẩy xuống này. Đó. Và hai cái ngàng này nhá. Đây, hai cái ngàng này thì anh em phải cho nó vào ở hai bên nhá, hai bên như lý này. Còn nếu anh em cho vào đây thì sẽ trống và không vặn được nhá. Anh em phải cho vào giữa. Rồi anh em lấy con ốc chấu này. Nó có cái ránh lỗ khuyết này này, anh em vặn vào trước. Mà đặc biệt là cái miếng nhựa úp ở bên dưới để chắn bụi đấy. Thì anh em vặn xuống bên dưới trước. Tránh tình trạng anh em lắp nhầm thì thành ra là rất là khó vặn. Đây, tiếp đến anh em cho cái con ốc này vào này. Con ốc này con ốc hãm vặn bên trên nhá. Anh em cứ nhẹ nhàng vặn thôi, bởi vì những con ốc này thì nó rất là dễ vào. Còn nếu mà nó lệch thì nó sẽ hay bị ấy đấy. Nó sẽ hay bị trườn ren nhá. Đây anh em lấy cái đầu khẩu để bắn con ốc thám ở bên trên. Anh em cho vào. Anh em lấy trước tiên anh em lấy đầu khẩu nhá, anh em đừng vội lấy súng bắn nhá. Anh em lấy súng bắn thì nó sẽ rất là hay chật vòng bi, và chật thì nó hay bị gằn vòng bi thì lúc ấy nó lại thành ra nó lại bị hỏng mất nhá. Rồi trước tiên anh em hãy quay anh em lắc thử này, nó nhẹ nhàng đấy anh em thấy không? Bây giờ rất là nhẹ nhàng nhá. Đây. Đấy, nhẹ nhàng luôn. Rồi, anh em lắc cảm giác nếu thấy nó còn dơ ấy thì anh em vặn vào thêm nhá. Anh em vặn vào thêm. Rồi, anh em giật về phía đằng trước này. Anh em giật về phía đằng mặt mình này để cảm giác xem là nó có bị dơ nữa không. Nếu nó không dơ thì anh em siết con ốc hãm ở bên trên vào. Như bây giờ Lý đã thao tác nó không dơ rồi đấy. Bây giờ Lý sẽ vặn siết vào nhá. Rồi anh em quay cái bu này về bên này. Rồi anh em lấy một cái móc hãm nha. Anh lấy cái móc hãm anh em hãm cái con ốc chấu ở bên dưới. Như mọi địa phương gọi khác nhau, đâm ra là Lý gọi quen là con ốc chấu này thì giống như con ốc côn, chấu côn đấy. Còn anh em gọi như thế nào đấy là việc của anh em. Trước tiên anh em vặn vào ấy, anh em vặn vào nó khớp rồi, nó chật rồi thì anh em hãy lắc như này cho Lý này. Để anh em làm sao lắc như này là nó có nguyên nhân và lý do hết. Anh em lắc như này để giả tạo khi anh em mình vào ổ gà đấy, thì khi có khi anh em mình vặn chật ở đây cảm giác nó chật rồi, nhưng mà khi những cái viên bi nó còn đang bị chồng bị chéo thì nó sẽ chật như thế thôi. Nhưng khi vào ổ gà ấy, bị tập được hai lần đấy thì nó lại sẽ bị dơ nhá. Thì anh em hãy giả tạo anh em có vào hai bên như này cho Lý mạnh rồi. Để cho các viên bi nó vào khớp với cái vị trí của nó. Rồi anh em lại giật, nếu mà cảm giác nó không dơ nữa rồi thì anh em mình bắt đầu vặn chật vào, xong anh em mình lấy súng đệm thêm một tí nữa nhá. Đây, bây giờ Lý đã thao tác thành công rồi. Thì bây giờ Lý sẽ thao tác vặn chật vào đây. Đây, giờ anh em lấy súng bắn chiều vào nhé. Anh em hãy siết thật chặt vào để tránh tình trạng nó bị lỏng ốc và dơ nhá. Đây, rất là nhẹ nhàng đây anh em này, nó sẽ không bị gằn nữa. Rồi, ok.
Bây giờ anh em chỉ lắp đầu cổ này vào nữa là xong, lắp đi đâu mà nữa là ok, và lắp bánh vào nữa là ok rồi. Trước tiên những cái vòng khuyết này, những cái vành trăng này, nửa vòng vành trăng này anh em này, đấy, hoặc là chữ C nhá, tùy theo cách gọi của anh em, thì anh em hãy để vào trước nhá, để vào cho nó vào đúng cái rãnh này nhá. Còn nếu anh em để vào mà lệch ấy, nó trồ lên cái rãnh ở bên trên ấy, thì khi anh em mình bắn vào nhá, thì nó lại sẽ bị, nó sẽ bị dơ cái ghi đông ở bên trên nhá. Đấy, anh em cho vào đúng như này. Đấy, rồi anh em hãy cho con ốc 14 xiên qua cái cổ đi. Anh em làm sao đừng để cái rãnh khuyết này nó bị lệch nhá. Rồi đây, anh em cho cái rãnh mỏng này, cũng một nửa của chữ C nhá, anh em úp vào này. Đấy, anh em úp cái rãnh khuyết đấy làm sao để cho nó ôm vào cái vành của cái ghi đông rồi nhá. Rồi anh em lấy cái ốc 17 anh em siết vào. Trước tiên anh em đừng vội lấy súng rồi bắn nhá, anh em hãy dùng bằng tay vặn trước đã. Đây, anh em giữ con ốc 17 này, anh em lấy cái T14 anh em vặn này, anh em xem cái rãnh khuyết này này. Đây, khi mình vặn đấy, nếu mà mình vặn bằng súng nhá, thì có khi là cái rãnh khuyết này nó sẽ bị nằm vị trí như này nhá, thì đi một lúc là nó sẽ bị dơ cái ghi đông rồi nha anh em này. Đây, nó sẽ nằm như này, là một lúc đi nó sẽ bị dơ ghi đông này, thì anh em phải xoay nó về cái chiều như này. Đấy, rồi nó phải úp, nó phải úp chặt vào đây nhá, úp khít vào nhá. Rồi Lý sẽ vặn vào dần vào, tí Lý sẽ thao tác chỉ cho anh em. Đấy, nó phải khít vào như này. Đây anh em thấy không? Đó, nó phải khít vào như này này. Không mà đi nó sẽ bị dơ nhá. Vào ổ gà một cái, hai cái là dơ ngay. Bây giờ anh em mình mới thao tác lấy súng rồi bắn. Ok, đã xong. Nên bây giờ thao tác là anh em mình lắp bánh thôi. Rồi anh em bắt hết các con ốc, vị trí bắt ốc vào nữa là xong nhá. Anh em tháo như nào anh em bắt vào như thế. Okay. Đây thì hiện tại Lý đã thao tác lắp toàn diện cái bộ vỏ hết rồi nha. Đây, vành bánh Lý đã lắp hết rồi. Thì khi anh em tháo ra như nào thì anh em hãy lắp vào các con ốc vào vị trí của nó nhá. Thì hiện tại Lý đã lắp xong, và đã những cái nào cần nhấn mạnh và chỉ cho các anh em ấy, và cái đoạn nào cần lưu ý để anh em có thể anh em hay bị làm sai ấy, thì Lý đã chỉ cho anh em rồi. Anh em thấy kênh của Lý mà hữu ích với anh em, hoặc là video của Lý hay, thì anh em hãy like và chia sẻ nhá. Và đặc biệt anh em hãy đăng ký cho Lý một đăng ký để Lý có thêm động lực Lý làm nhiều video mới để cho anh em tham khảo nhá. Rồi, thế thì cảm ơn các anh em. Chúc anh em thao tác thành công ở trên các cái dòng xe máy phổ thông nhá. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở các video sau.